Sáng chưa anh em? Anh em đang sử dụng dòng xe Vios mà muốn nâng cấp cái ánh sáng của nó sáng như thế này thì anh em hãy qua gala nha anh em nhé. Ở đây là chiếc Toyota Vios. Bên em đã nâng cấp cho nó chiếc X-Line V20 của thương hiệu X-Line. Với bộ này thì công suất của nó đây, các bác có thể thấy là công suất là cốt là 60, pha là 70. Các bác có thể thấy khi mà cái ánh sáng, đây là ánh sáng pha nha các bác nhé. Đây, còn cốt đây. Khi mà cốt thì nó sẽ có mặt cắt, và bên em Akala và Auto 365 sẽ có cái hệ thống căn chỉnh đèn khi mà lắp đèn. Nên là tất cả các bác mà lắp ở tại Akala Auto thì các bác không lo gây chói cho người đối diện các bác nhé. Nó sẽ có mặt cắt và có mình có thể điều chỉnh được lên xuống cao thấp như nào tùy theo các bác, mà sau thời gian sử dụng các bác muốn điều chỉnh như nào các bác qua bên em hỗ trợ các bác nâng cấp. Đây, còn đây là ánh sáng pha này. Với cái chiếc X-Line V20 này thì nó sẽ cho cái ánh sáng trắng ngả vàng một xíu, nên là các bác sẽ đi được nhiều cái điều kiện thời tiết khác nhau hơn. Và ví dụ như là trời mưa hoặc là sương mù nhẹ các bác vẫn có thể đi thoải mái này. Đây. Các bác nào mà cần nâng cấp đèn thì các bác có thể qua Akala các bác nhé.